Một bạn nữa hỏi: con kính chào thầy và các bạn. Hôm nay con có câu hỏi muốn gửi tới thầy, mong thầy giải đáp cho con. Con đã quy y ở chùa tại quê mình, nhưng lúc đó không có mặt con. Như vậy con có được gọi là đã quy y không ạ? Và nếu con muốn quy y lại có được không ạ? Con cảm ơn thầy. Đã quy y mà không có mặt, mình vẫn mạnh khỏe, vẫn bình thường thì không đắc giới. Mà không đắc giới thì không phải là đệ tử tại gia của Phật. Nó chỉ không thể nào là đệ tử tại gia của Phật được. Về quy Tam Bảo ấy, là phải gì ạ? Đức Phật nói là phải mình phải đối trước chư Tăng, đối trước tranh ảnh của tôn tượng của Phật và Bồ Tát. Tức là đối trước Tam Bảo đó, có đầy đủ Phật, Pháp và Tăng đó. Pháp tức là lời dạy của Đức Phật, mà các quý thầy đó sẽ đọc lại, trùng tuyên lại cho mình, phát nguyện theo. Đó là Pháp. Còn Phật đó, thời Phật tại thế thì đối trước Phật, nhưng bây giờ Phật nhập Niết Bàn rồi thì đối trước tranh ảnh tôn tượng của Phật, thì đó là Phật Bảo, thế gian trụ trì Phật Bảo. Lời dạy của Đức Phật dạy ở trong Luật Tạng, chư Tăng á, lấy y giáo phụng hành đọc nguyên lại như thế, phát nguyện trước hướng dẫn chúng ta, thì các sư đọc theo trước, chúng ta nguyện theo sau á, ăn nguyện đọc theo sau á, thì đó gọi là Pháp, là thế gian trụ trì Pháp Bảo. Còn Tăng á, là những vị Tăng, những vị Ni xuất gia đã thọ thì 250 đại giới chỉ cho Tăng, 348 giới chỉ cho Ni đó. Là người thầy đứng lên để thay mặt chư Tăng để truyền Pháp Tam Quy cho mình. Đầy đủ ba yếu tố đó, đó là gì? Tam Bảo, đối trước Tam Bảo Phật, Pháp và Tăng. Và điều quan trọng là gì? Chúng ta là người Phật tử quy y, phát nguyện quy y, chúng ta phải khởi cái tâm thành kính, chân thành thực sự, mong muốn thực sự và đối trước Tam Bảo để phát nguyện. Và thân thì đối trước tranh ảnh tôn tượng của Phật và chư Tăng để lễ kính. Miệng thì đọc lời phát nguyện, tự mình phát nguyện. Và tâm ý thì phải gì? Phải dốc lòng để quy kính, để lễ bái và để thọ trì giới Pháp thì mới đắc giới, mới đắc được vô tác giới thể. Thì khi đó mới có công đức, mới có thiên long bát bộ hộ Pháp, thiện thần, các ngài gia trì cho mình, bảo hộ cho mình. Bằng không nó chỉ là cái hình thức bên ngoài mà thôi. Cho nên ở thời Đức Phật còn tại thế, có những trường hợp mà gì? Ốm đau bệnh tật không thể đến nơi để quy với Phật được. Thì Phật khai cho là gì? Người khác có thể đến để nhận thay. Nhưng với trường hợp là gì? Ốm đau bệnh tật không thể đi được. Thế còn trường hợp mà khỏe mạnh và vắng mặt á, thì có thể bỏ đi hôm khác hoặc đợt quy khác đến quy, trừ trường hợp ốm đau bệnh tật không đi được. Đặc biệt là cái nhân duyên đặc biệt thì không đi được. Thế thì Đức Phật cho cái phép để cho người khác đến nhận cái giáo chỉ quy cho. Nhưng khi về á, thì có cái cầm cái tờ giấy giáo chỉ đó, mình gọi bây giờ là điệp quy đó, gọi tờ điệp quy đó, và lại bảo cái người bệnh đó nếu mà không ngồi được nữa, chỉ có nằm á, thì phải thì nằm cũng phải cung kính chắp tay lên và nhất tâm tắm rửa lau người sạch sẽ cho bệnh nhân ấy, và bảo người đó chắp tay. Nếu không chắp được tay thì phải nhất tâm và nghe đọc lại cái điệp tam quy ấy, đọc lại cho họ ấy, ba lần đọc cái điệp đó, đọc xong với cái thì bảo đó vị nhất tâm niệm phải có hiểu được không, người đó thì hoặc là phải còn nói được thì phải gì, phải hiểu và có hiểu được, phải A Di Đà Phật. Hoặc là người đó thì phải nhất tâm đọc theo cái lúc đọc cái tờ quy đó thì mới đắc giới. Hoặc nếu không đọc được nữa thì người đó bị á khẩu, bị cấm khẩu chẳng hạn, tức là bị hôn mê chẳng hạn, nhưng mà vẫn còn hiểu được thì hỏi có hiểu được không, thì có thể ra cái hiệu là máy tay này, hoặc nháy mắt này, hoặc là vẫy tay này. Vẫy tay được không? Vẫy tay không được đúng không? Chúng ta không thể vẫy tay cho con trâu con bò được, mà gì có thể là cựa tay hoặc cựa chân, hoặc gì, hoặc nháy mắt, hoặc là gì, hoặc máy môi, đúng không? Đó thì ra cái hiệu là vẫn hiểu được. Trường hợp như vậy là Đức Phật khai cho có thể gì? Đắc giới. Còn những người đang mạnh khỏe bình thường mà do bận bịu hay là do như thế nào, lý do gì đó, hay là do ngại ngùng không đến chùa quy y mà nhờ người khác quy hộ, nhờ ông nhờ bà quy hộ ở nông thôn, thì thường ấy như vậy thì người đó không đắc giới đâu. Nên quy y lạ. Các bạn này nên quy lạ, đến bất cứ chùa nào có đọc khóa quy lạ. Nếu có thể đến đây thì mấy hôm nữa có khóa quy này. 18, 19, 20 tháng 9 âm lịch có pháp hội. 20 là ngày chủ nhật, buổi chiều chủ nhật, đầu giờ chiều ngày chủ nhật. Bạn có thể lên thì tham gia đăng ký để quy Tam Bảo ngay cái chùa Khai Nguyên này được. Và có thể đến bất cứ ngôi chùa nào gần gần mà có đoàn quy thì bạn thích thì có thể đến để quy. Thank you.
chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.